lãnh thổ Iran lần đầu trúng đòn sau 35 năm, vừa dứt cảnh báo, Pakistan nã tên lửa, ăn miếng trả miếng. Các nguồn tin cho biết Pakistan đã đáp trả lại cuộc không kích của Iran vào lãnh thổ nước này. Pakistan phóng tên lửa tấn công lãnh thổ Iran. Hãng Reuters, Nga, sáng nay ngày 18 tháng 1 dẫn nhiều báo cáo đưa tin, Pakistan đã phóng nhiều tên lửa nhằm vào lãnh thổ Iran. Mục tiêu của cuộc tấn công được cho là 7 cơ sở huấn luyện của nhóm ly khai quân đội giải phóng Balochistan, BLA, nằm ở tỉnh Sistan Balochistan phía nam Iran, giáp biên giới với tỉnh Balochistan của Pakistan. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, một phó thống đốc vùng xác nhận các tiếng nổ được nghe thấy ở gần thành phố Saravan, Iran. Theo báo cáo của Reuters, đây là cuộc tấn công đầu tiên trên lãnh thổ Iran sau hơn 35 năm, kể từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988. Cuộc tấn công của Pakistan là động thái trả đũa nhằm vào cuộc không kích của Iran hôm 16 tháng 1 bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Balochistan, Pakistan, khiến hai trẻ em thiệt mạng. Trang tin foreign-line.com cho biết, hiện có nhiều báo cáo về việc quân đội Pakistan đã tấn công về phía Iran trên các trang mạng xã hội. Foreign-line.com dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho hay, các trại của nhóm ly khai Baloch bên trong Iran đã bị nhắm làm mục tiêu. Đã có tổn thất và thiệt hại nặng nề đã được ghi nhận. Cũng theo foreign-line.com, các nguồn tin ở thành phố Saravan ở miền đông Iran báo cáo thương vong và thiệt hại đáng kể đối với ít nhất hai trại do nhóm Baloch thành lập. Đòn trả đũa của Pakistan vào rạng sáng ngày 18 tháng 1 diễn ra chỉ ít giờ sau khi nước này lên án Iran thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ của họ. Chính phủ Pakistan ngày 17 tháng 1 mô tả cuộc tấn công của Iran trước đó một ngày là sự vi phạm vô cớ, chủ quyền và không phận của Pakistan, đồng thời khẳng định rằng Tehran vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Islamabad cũng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với Iran sau cuộc không kích. Pakistan-Iran leo thang căng thẳng. Cuộc tấn công của Tehran diễn ra ngày 16 tháng 1 đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abolahin thừa nhận. Ông Abolahin tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Iran là nhằm vào nhóm Daesh al-Ahrar bị Tehran coi là tổ chức khủng bố. Islamabad đã thực hiện các biện pháp ngoại giao mạnh mẽ đáp trả lại động thái của Iran, bao gồm triệu hồi đại sứ Pakistan tại Iran và cấm đại sứ Iran trở lại Pakistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Mumtaz Baloch, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc vi phạm các chuẩn mực quốc tế và tuyên bố rằng vụ tấn công xảy ra bất chấp nhiều kênh liên lạc được thiết lập giữa hai quốc gia. Trung Quốc, đối tác thân cận hàng đầu của Pakistan và có quan hệ tốt đẹp với Iran, ngày 17 tháng 1 kêu gọi cả hai quốc gia kiềm chế trong việc xử lý cuộc xung đột đang diễn ra sau cuộc tấn công chết người. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tránh các hành động dẫn đến leo thang căng thẳng và hai nước cần hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.